xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của đài tiếng nói việt nam nhà văn Đào Phong Lan sinh năm 1975, lớn lên tại thành phố Pleiku. Năm 1991, chị tốt nghiệp trung cấp âm nhạc ngành lý luận sáng tác chỉ huy. Sau đó, đến năm 1993, chị thi vào khóa năm trường viết văn Nguyễn Du và học cùng lớp với các nhà văn như Dạ Ngân, Bùi Mai Hạnh, Nguyễn Quyến, Nguyễn Phúc Lộc Thành, năm 1995, Đào Phong Lan giành giải ba truyện ngắn trẻ do Hội Nhà văn Việt Nam và Tuần báo Văn nghệ trẻ tổ chức với tác phẩm Sông Phù Sa. Ấn phẩm được xuất bản đầu tiên của Đào Phong Lan là tập thơ Riêng Hai, nhà xuất bản Thanh Niên 1995. Năm 2001, chị xuất bản tập truyện ngắn Ma trận và đến năm 2005 được kết nạp vào hội nhà văn thành phố Hồ Chí Minh. Kể từ sau tập Ma trận, Đào Phong Lan vẫn lặng lẽ sáng tác, tuy nhiên chưa in riêng thêm tập mới nào mà truyện ngắn của chị chỉ xuất hiện trong một số tuyển tập in chung. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya lần này, chúng tôi xin gửi tới quý vị thính giả một truyện ngắn mới của Đào Phong Lan vừa được in trên tuần báo văn nghệ số cuối tháng 2 vừa qua. Tác phẩm mang tên Người đi trà lạnh. lần đầu tiên tôi gắp thức ăn vào chén cơm cho cha tôi là trong đám tang của người linh hồn của cha tôi nếu linh thiêng đang lẩn khuất quanh đây hẳn sẽ vô cùng kinh ngạc vì từ bé đến giờ tất cả mọi việc chỉ xảy ra một chiều những khi tôi ốm cha tôi thức đêm để chăm tôi những khi cha ốm tôi đang bận lang thang đi phượt chụp ảnh tự sướng ở một vùng đất xa xôi nào đó ngày còn bé Mâm cơm có thịt cá thì cha tôi ăn thịt mỡ còn tôi thì ăn thịt nạc. Cha tôi ăn đầu cá, xương cá, da cá còn tôi thì đương nhiên sẽ ăn nạc cá. Những gì không ngon sẽ được chuyển vào chén của cha. Cha trong mắt tôi hồi đó là một người có sở thích quái lạ. Cha chỉ thích ăn tất cả những gì không ngon, cơm cháy, canh thừa, xương, da và mỡ cha thậm chí còn phát biểu những câu buồn cười kiểu cha sẵn sàng mặc quần đùi cho con học hành nên người khi nghe cha nói câu đó tôi phá lên cười hình dung cảnh cha mặc quần đùi đi làm trong khi cha là một người luôn ăn mặc nghiêm chỉnh tươm tất mỗi khi ra đường cha ngạc nhiên nhìn tôi trong mắt cha mênh mông nỗi buồn kệ cha thôi cha lúc nào chẳng buồn cha nói Đời cha chỉ có lúc vui nhất, ấy là lúc sinh tôi. Nhưng niềm vui có một đứa con gái cũng phải đi kèm theo một nỗi buồn. Vì mẹ tôi đã bỏ cha con tôi từ lúc tôi mới tròn 8 tháng tuổi. Tôi không biết một người cha nuôi một đứa con gái cực nhọc thế nào, vì cha cũng chưa bao giờ kể. Chỉ có bà già lắm chuyện nhà bên, suốt ngày suýt xoa bảo, thương cha tôi gà chống nuôi con với tôi con gà trống là một con gà sung sướng vì suốt ngày đi đi lại lại trên sân oai vệ khoe bộ lông rực rỡ và cất tiếng gáy ra chiều đắc thắng cha thì không có dáng oai vệ ấy mà lúc nào cũng cong cong người xuống tôi để hỏi han và chiều chuộng nhiều khi tôi thấy cha thật phiền phiền nhất là thời gian tôi có bạn trai mỗi buổi tối sau khi đi chơi với huy trở về nhà tôi lại thấy cha ngồi chờ trước bàn trà với tách trà bốc khói nhẹ nhẹ hương trà man mác quấn quýt thường cha sẽ pha một ấm trà và ngồi nhẩn nha uống để chờ tôi cha là người nhanh nhẹn xốc vác mà khi uống trà cha lại nhẹ nhàng từ tốn chậm rãi từng bước một đầu tiên sẽ là tráng ấm và tách cho nóng rồi dùng muỗng gỗ múc một muỗng trà đổ nhẹ vào trong ấm, rồi lấy bình nước vừa nấu đổ vào ấm một lúc mới đổ lượt nước đầu tiên đi mà cha gọi là đánh thức trà. Sau đó, cha mới nhẹ nhàng đổ nước mới vào để hãm trà. Đi cùng với tách trà bao giờ cũng là một cuốn sách hay. Cha nói, cuộc đời cha như bình trà độc ẩm vậy, uống trà để thấy tĩnh tâm, lòng thanh thản, không có những điều xô bồ vây quanh lúc nhấp ngụm trà đầu tiên, sẽ nhận được vị chát tại đầu lưỡi, nhưng rồi sau đó là vị ngọt tràn xuống cổ họng. Là hương vị thanh tân, sảng khoái, tươi mát của trà ùa lên mũi, đánh thức các giác quan. Não tỉnh ra, còn lòng thì dịu lại. Vị chát là những gì ngoài kia đem đến cho cha, còn vị ngọt là con gái của cha. Tôi ít khi hỏi cha về mẹ, cha cũng không nói chỉ một lần cầm ly trà đã nguội thấy tôi đứng ngần ở cổng nhìn đứa bé nhà bên đón mẹ đi chợ về được mẹ ôm vào lòng hôn tíu tít cha hỏi nhỏ con nhớ mẹ à con có biết mẹ là ai đâu mà nhớ tôi thản nhiên đáp như vậy thế con có muốn gặp mẹ không con không rảnh giờ gặp lại cũng chẳng có tình cảm gì cũng chẳng biết mặt mũi ra sao mẹ con xưa xinh đẹp lắm, là người có trái tim yêu thương nồng nhiệt. Nhưng cũng chỉ nhanh nguội như là tách trà rót bội thôi, thế nên mới bỏ cha con mình mà đi vậy. Ai nói với con là mẹ bỏ cha con mình đi? Bà hàng xóm, bà ấy nói là mẹ bỏ cha con mình đi khi con mới có 8 tháng tuổi. Bà nói bậy đấy, đừng có tin. Tôi quay lại. Vậy vì sao giờ con không có mẹ sao không thấy cha nói gì về mẹ cha cúi đầu nhìn tách trà trong tay lỗi lỗi là tại cha là sao cha kể đi chứ ngày xưa cha mê cờ bạc nợ nần ngập đầu giang hồ tới xít nợ cha mẹ mới bồng con bỏ xứ đi thật xa để chủ nợ khỏi kiếm ra bồng bế nhau lên tới sài gòn thì buổi sáng sớm đó ở bến xe con khóc quá mà lúc đó thì mẹ vào nhà vệ sinh cha bồng con vào một góc dỗ con nín con ngủ rồi cha cũng ngủ quên do mấy ngày liền trốn chui trốn nhủi lúc tỉnh dậy thì đã gần trưa rồi quay lại chỗ cũ thì không thấy mẹ con đâu tìm cả ngày không ra từ đó cha con mình lạc mẹ Nước mắt tôi giàn rụa trên má. Sao cha ác như vậy? Bao nhiêu năm cha không nói, để con nghĩ không ra gì về mẹ. Cha xin lỗi con. Cha mặc cảm quá, nên không dám kể gì. Cha thật là người đàn ông tệ bạc. Vì cha, nên con mới sống mà không có mẹ. Tôi nức nở. Cha có thương con tới mấy, thì sao có thể thay thế mẹ được? nếu là mẹ mẹ sẽ thương yêu con chứ không la dày như cha mẹ sẽ cho con ăn diện thời trang chứ không bắt ăn mặc kín đáo như cha mẹ sẽ tin tưởng con chứ không phải là canh chừng như cha con đi đâu con làm gì cha cũng căn vặn con biết chắc là mẹ sẽ không như vậy cha cấm cản con yêu đương xét nét mấy đứa con trai tới nhà cha nói tụi nó không có gì tốt hết còn nếu là mẹ mẹ sẽ khuyên nhủ con cùng con chọn lựa bạn trai, chứ không phải là cấm đoán như cha. Cha ngàn lần cũng không thể thay thế được mẹ, nên đừng làm một bà mẹ nữa. Con cần mẹ của con, cha đi tìm mẹ về ngay cho con đi. Cha đứng sững giữa nhà, gương mặt cũng tràn nước mắt. Tôi lấm lét yêu đương với Huy như vậy đó. Lòng lúc nào cũng đơm nấp Huy phát hiện ra sự thật động trời, rằng cha tôi không phải là người đàng hoàng như huy nghĩ cái nhìn đó chuyển thành đau xót buồn bã khi tôi có thai tôi lo cuống cuồng lên huy không bắt máy nữa sau cuộc điện thoại thông báo tin sốc vậy tôi nhắn tin hàng trăm lần huy ơi em phải làm sao đây huy ơi trả lời máy em đi em không biết phải làm sao hay là mình cưới nhau đi huy hay em bỏ nó đi nhá anh đưa em đi chứ em sợ lắm. Huy ơi, giải quyết sau đây chị em chết mất. Anh tính quất ngựa truy phong à Huy, sao anh khốn nạn thế? Sao anh nói yêu tôi và muốn lấy tôi? Giờ tôi có thai thì anh lại bỏ trốn. Nghe máy đi đồ khốn nạn. Đến cuộc gọi thứ 100 thì máy khóa. Tôi ngẩng lên, nói với cha thật thản nhiên. Cha, cha đưa con đi phá thai đi con điên à đứa bé có tội tình gì đâu có đấy nó tới không đúng lúc lỗi này một phần do cha đã không dạy dỗ con nghiêm khắc hơn cha im đi cha không có quyền nói gì hết con có ngày hôm nay là nhờ ơn cha đấy cha không cho con đi phá thai đâu tội lỗi mà nguy hiểm cho con lắm con cứ sinh nó ra cha sẽ nuôi cả hai mẹ con con tôi gào lên nhà mình chưa đủ nhục sao cha một ông cha cờ bạc phá hại gia đình một đứa con gái chửi hoang lúc còn chưa tốt nghiệp đại học chả muốn con sinh nó ra để nó thành cái giống gì cha không tử tế con không đàng hoàng thì hãy để nó lớn lên thành người đàng hoàng hãy dạy nó sống tử tế con ạ à. con có tư cách sao Cha có tư cách sao? Cha thở dài. Người cha người mẹ nào nuôi con cái lớn lên và thương yêu nó đều có tư cách con ạ. À? Dù người cha người mẹ đó có lầm lỗi gì, nhưng nếu hết lòng nuôi nấng và chăm lo cho con cái, thì cũng vẫn còn tư cách làm cha làm mẹ. Thay Nhi đã được 6 tuần tuổi rồi và đã bắt đầu có tim thai. Tôi sẽ kê thuốc bổ cho em không cần đâu bác sĩ. Em không muốn giữ đứa bé này. Một ánh nhìn tò mò, thích thú, chớp trên khuôn mặt tôi trong một giây lát. Em chưa có chồng phải không? Lỡ dại hả? Lỡ dại gì đâu, cũng dính mấy lần rồi. Một cái lườm ngang câu nói lạnh nhạt của tôi. Thế khi nào em muốn làm? Ngày bây giờ ạ? À? Một giọng gọi giật làm tôi và bác sĩ giật nảy mình, "An!" Cha tôi hất hại nắm lấy tay tôi, "Con làm gì vậy, đi về đi." Bác sĩ chu môi, Ui cha, té ra là Sugar Baby, còn tưởng con nhà lành." Cha tôi quát, "Cha nói con đi về, con đừng nghĩ quẩn nữa, nó là cháu ngoại của cha, cha không cho phép con." Bà bác sĩ ngậm miệng ngồi coi tôi đùng đùng nổi giận. Cha không có quyền can thiệp vào cuộc sống của con, cha đi về đi, đây là con của con là cơ thể của con, con có quyền. Cha tôi ngồi phịch xuống ghế, nghẹn ngào. A nơi, con nghe lời cha, đừng làm vậy mà sau này ân hận con ơi. Không, con không dại dột để hy sinh cuộc đời con như vậy, con vẫn còn muốn đi chơi, con muốn giao du với bạn bè, muốn đi du lịch chụp hình con không thể để một đứa con nít trói đời con sớm như thế được cha sẽ nuôi nó cho con con hãy tiếp tục theo đuổi sở thích của con con nó ở nhà cùng cha cha sẽ không buồn đâu sao cha lắm chuyện như vậy nếu ngày xưa cha đừng sinh con ra có phải giờ con và cha đều không phải khổ sở như thế này không giọng cha thoảng nhẹ cha mẹ nuôi con không có ai lấy làm khổ cả con cứ sinh đứa bé này đi, con sẽ thấy. Con không điên, con không làm mẹ đơn thân đâu. Nếu Huy cưới con thì con biết sinh ra nó, nhưng Huy bỏ con rồi, tên Sở Khanh ấy bỏ trốn như trốn nợ vậy. Chẳng lẽ con lại là món nợ của hắn Hải cha? Con hận lắm, con hận đời, con hận cha. Ừ, tại cha. Về với cha đi, cha sẽ tìm cách thu xếp cho con mình về nha con rồi cha sẽ kiếm cách tôi không biết cha kiếm cách gì nhưng cha chăm sóc tôi tỉ mỉ nhẹ nhàng cha nấu cho tôi những món ngon đọc cho tôi nghe vài đoạn trích hay trong sách cha hay ngồi trò chuyện với tôi về tương lai của đứa bé cha khuyên tôi hãy hình dung tưởng tượng về một đứa trẻ xinh đẹp thông minh rồi con cũng sẽ sinh ra một đứa trẻ thông minh xinh đẹp như cha ngày xưa đã tưởng tượng về con vậy cũng có những ngày cha đi từ sáng đến trưa hoặc từ trưa đến tối mới về vẫn kịp giờ cơm để lo lắng cho tôi đủ ngày ba bữa ra cha sạm nắng đi trông thấy tôi hỏi thì cha kể dạo này cha chạy xe ôm công nghệ công việc nhẹ nhàng mà thu nhập lại tốt lại có cộng đồng dân chạy xe được cập nhật nhiều thông tin mới sống vui hơn tôi cũng mừng cho cha sự khúc mắc giữa hai cha con may nhờ có đứa bé mà dần được gỡ bỏ buổi tối cha gọi điện thoại về nhà tôi bắt máy cha ơi sao cha về trễ vậy con đói quá cô ơi cô có phải là cô an con của ông mạnh hả cô dạ đúng rồi ai vậy ạ cô lên bệnh viện a liền đi cô ông mạnh bị tai nạn bể đầu rồi tụi tôi đưa ổng vô cấp cứu cô vô liền tụi tôi chờ trước phòng cấp cứu nè tôi run rẩy mãi mới sỏ chân và đực đôi dép tôi khoác vội cái áo khoác bên ngoài bộ đầm bầu mặc nhà mà không để ý là áo trái tôi lẩy bẩy ôm bụng ra cổng bắt taxi chuyến xe đi thiên thu mới tới bệnh viện cửa phòng cấp cứu nhốn nháo người ba bốn người mặc áo xe ôm công nghệ vẫy tôi cô an ơi đây nè cô cha tôi đâu rồi cha tôi có bị làm sao không bị chảy máu nhiều lắm cô ạ à. bác sĩ đang cấp cứu rồi cô lại ký giấy tờ đi chứ tụi tôi không ký được tôi ngồi đờ đẫn ở cửa phòng phẫu thuật cái thai trong bụng tôi đạp mạnh từng hồi như nhắc tôi cả buổi tối tôi chưa ăn uống gì để cho nó đói tôi cũng không còn hơi sức mà đứng lên đi kiếm thức ăn nữa cả một khu hành lang rộng lạnh lẽo vắng tanh chỉ mình tôi ôm bụng ngồi một góc nhỏ nhoi chìm vào mệt mỏi tôi mơ lại những ngày tôi còn nhỏ cha tôi đón tôi đi học về tôi chạy lao từ trong sân trường ra cổng choàng tay ôm lấy cổ cha được cha bế vào lòng trên đường về tôi đòi cha dừng xe mua kẹo bông cha mua cho tôi một cây nhìn tôi ăn kẹo bông đường dính đầy trên má cha cười lấy tay lau đường cho tôi rồi nói cha thật hạnh phúc khi được làm cha của con có ai chạm vào vai tôi tôi choàng tỉnh cha tôi đã qua đời trên bàn mổ lần đầu tiên tôi gắp thức ăn vào chén cơm cho cha tôi là trong đám tang của người linh hồn của cha tôi nếu linh thiêng đang lẩn khuất quanh đây hẳn sẽ vô cùng kinh ngạc tôi cũng vô cùng kinh ngạc bởi khi gắp thức ăn cho cha tôi cảm nhận một điều gì đó đang ấm áp lan khắp các tế bào lần đầu tiên tôi thấy chỉ cần làm một điều hết sức nhỏ nhoi một điều đơn giản đến mức tôi chẳng bao giờ làm lại có thể mang lại cho tôi cảm xúc lớn lao như vậy lần đầu tiên trong bữa cơm cha được ăn toàn thịt nạc tôm lột đùi gà chứ không phải là da xương hay mỡ nữa lần đầu tiên con gái cha tự tay gắp thức ăn cho cha chỉ có điều tôi mời vào một khoảng không trước mặt cha ơi con mời cha ăn cơm cha ăn đi cơm ngon lắm sau này con sẽ nấu cơm cho cha mỗi ngày sau này con sẽ sinh cháu ngoại cho cha cả nhà mình sẽ sống với nhau vui vẻ sau này con sẽ nghe lời cha sẽ ngoan ngoãn với cha không để cha phiền lòng nữa đời người không có nhiều cái sau này đến thế thứ tôi có được chỉ là tấm ảnh thờ cha trước mặt mà thôi. Chỉ tiếc ngày xưa tôi chỉ lo trách móc cha về quá khứ mà không nghe lời cha về việc xây dựng một tương lai. Bị thế mà tôi đã hủy hoại chuỗi ngày hiện tại. Cô An, tôi quay lại đồng nghiệp xe ôm công nghệ của cha tới thăm cha. Cháu cảm ơn các chú, các anh đã đưa ba cháu vào bệnh viện ơn này cháu sẽ trả cô đừng khách sáo ông mạnh coi tụi tôi như là người nhà tốt với tụi tôi lắm ơn của ổng tụi tôi còn chưa trả hết hôm nay tụi tôi tới viếng ổng với lại báo cho cô biết là tụi tôi kiểm tra mấy cái thằng mất dậy tạt xe làm ông té rồi tôi quay lại hình cả đám đây và tôi đã báo công an luôn rồi trong clip là một đám thanh niên nhốn nháo, chắc mới từ trong vũ trường ra, vừa đi vừa vỗ vai nhau cười. Ông Mạnh kiếm cái thằng này cả mấy tháng nay rồi. Ông kể với tụi tôi là ông chạy xe công nghệ để tiện kiếm người nào ấy. Bữa đó mới gặp, ông tới nói chuyện gì với nó mà nó xô ông ra rồi lên xe phóng đi. Ông chạy theo thì bị tụi nó ép rồi tạt đầu xe để chặn ông lại không cho theo nữa nên ổng mới té đây này cái thằng tạt xe ổng nè ngón tay đen đúa của người đàn ông chỉ vào thanh niên đi trước trời ơi huy tôi choáng váng tôi ngạt thở có gì như quả bom nổ giữa lồng ngực tôi chèn vào phổi tôi tôi phải dựa vào vách tường để khỏi bị sụp xuống trong hình cha tôi vẫn cười tươi giói. Cô An! Cô An! Tôi cố gượng để tựa vào bàn tay đang lay tôi. Không, tôi không làm sao đâu. Bữa ông Mạnh bị té, tụi tôi đuổi theo tụi nó mà không kịp. Tôi có lượm được cái túi đeo của ông Mạnh. Bữa giờ dối quá nên quên đưa cô. Giờ trao lại cô để làm kỷ vật cái túi nhỏ đeo vai đã sờn cũ trong túi chỉ có ít tiền bằng lái xe cả vẹt xe máy có một bọc ni lông nho nhỏ cũ mềm tôi mở ra một tấm hình chụp ba tôi và một người phụ nữ xinh đẹp hai người đứng cạnh nhau cười tươi tắn một đứa bé nhỏ xíu nằm trong tay ba tôi còn nữa một bức thư có vẻ đã từ rất lâu vì nét mực đã hơi mở, dòng chữ nguệch ngoạc. Anh Mạnh, anh cho em gửi đỡ bé An. Khi nào em ổn định rồi, em sẽ về đón bé. Em xin lỗi vì đã lừa dối bé An là con của anh. Nay anh đã phát hiện thì em không còn mặt mũi nào nhìn anh nữa. Nhưng đường xá xa xôi mà con thì còn nhỏ quá nên em không bồng nó theo được. Khi nào kiếm được hoàng rồi thì em sẽ quay về đón bé để yêu cầu hắn có trách nhiệm với mẹ con em. Em sẽ hậu tạ anh, mong anh tha thứ cho người vợ phản bội này. Hoài thư, Sài Gòn, 18 tháng 9 năm 2002. Tôi đổ sụp xuống trước chiếc bàn đang đặt mâm cơm cúng cha từng giọt nước mắt lã chã rơi như rút cạn lồng ngực của tôi cha tôi người chịu mọi đắng cay và đau đớn để nuôi tôi một đứa con sinh ra do vợ ngoại tình với kẻ khác rồi bỏ lại lớn khôn nên người phải chăng tình người tình phụ tử thiêng liêng đã lớn hơn nỗi uất hận vì bị lừa dối trong cha tôi rót trà vào tách cho cha từng lá trà nở xoay vòng trong tác lững lờ trong buổi chiều đang tối sậm tôi như thấy lại cảnh tượng ngày hôm qua bàn tay cha tôi đỡ tôi xuống từng bậc cửa đội cho tôi chiếc nón quàng cho tôi cái áo mưa gắp cho tôi miếng cá đã lọc xương miếng thịt đã bỏ mỡ dù tôi đã sắp làm mẹ trong mắt cha tôi vẫn là con bé an bé bỏng ngày nào hẳn là cha đã thương tôi bên cạnh tình yêu to lớn của người cha còn là sự đồng cảm của những người bị một người thân phản bội bỏ rơi nương tựa vào nhau mà sống cha đã bù đắp cho tôi sự chống vắng người mẹ bằng sự thiếu hụt của mình từ nay vắng cha ngồi pha trà bên bàn trà dù tôi có cố gắng đổ đầy chiếc bình trà thì chiếc bình vẫn rỗng cách trà vẫn nguội ngắt và mùi thanh khiết của hương trà cũng không còn phảng phất như tôi có cố gắng làm một người con ngoan thì cũng không biết tấm lòng báo hiếu này còn ý nghĩa gì người đi trả lại giọng đọc Hải Yến vừa chuyển tới các bạn chuyện ngắn Người đi trà lạnh của nhà văn Đào Phong Lan. Sau đây, biên tập viên chương trình có đôi lời chia sẻ với các bạn về chuyện ngắn này. Thưa các bạn, gia đình là đề tài muôn thuở của nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật. Câu chuyện chúng ta vừa nghe lấy bối cảnh và không gian sống của một gia đình chỉ có người cha tên Mạnh và cô con gái tên An ông mạnh một mình nuôi con gái từ lúc còn bé cho đến khi đã là một thiếu nữ trưởng thành và đang theo học đại học sự hy sinh của ông mạnh thầm lặng nhẫn nại đến mức ông sẵn sàng chịu oan nhận tiếng xấu về mình để giữ lại hình ảnh đẹp về người mẹ trong lòng cô con gái trong cuộc sống hàng ngày ông chăm chút cho an từng ly từng tí trong khi an quá vô tâm thậm chí nhiều lúc còn tỏ ra căm ghét coi thường bố mình vì cứ nghĩ do bố cờ bạc nên mẹ mới bỏ đi nơi khác sự hy sinh của ông mạnh ngày càng lớn hơn khi ông chấp nhận nuôi cả đứa con ngoài giá thú đang nằm trong bụng an chờ ngày ra đời. Ông sẵn sàng là một người lao động phổ thông, chạy xe ôm kiếm thêm tiền để trang trải cuộc sống hai cha con cũng như dành dụm cho đứa cháu trong tương lai. Tình huống éo le và chớ trêu ở chỗ kẻ gây ra cái chết cho ông Mạnh chính là Huy, người đã phụ bạc và chạy trốn khỏi An khi biết cô có bầu. Chỉ khi ông Mạnh không còn nữa, qua lá thư mẹ để lại tìm thấy trên người ông Mạnh, An mới hiểu về sự hy sinh to lớn của cha mình nhưng tất cả đã muộn mất rồi lần đầu tiên cô gắp một miếng thức ăn ngon cho cha là khi cha đã trở thành một di ảnh trên bàn thờ sự vô tâm đã kéo dài quá lâu và nay chẳng còn cơ hội sửa chữa chỉ còn lại những dây dứt xót xa câu chuyện thật cảm động và để lại ám ảnh trong tất cả mỗi người nghe người đọc một thông điệp thật quan trọng mà tác giả dường như muốn gửi tới mỗi chúng ta hỡi những đứa con hãy biết quan tâm nhiều hơn mỗi ngày tới cha mẹ của mình và đừng vội vàng phán xét về mọi chuyện khi mình còn chưa thấu đáo, đừng để nỗi ân hận và nỗi tiếc sẽ phải kéo dài trong suốt quãng đời còn lại của mỗi đứa con khi một ngày cha mẹ không còn nữa trên đời. Nói đến những cuộc hẹn, người ta nghĩ tới tuổi trẻ và những mối tình. Nói vậy không có nghĩa, người già không hò hẹn. Nhưng khi người ta còn trẻ, hẹn hò cũng mang nhiều màu sắc và xúc cảm hơn. Tuổi trẻ đi qua, đời người có bao nhiêu cuộc hẹn và động lại trong ký ức của mỗi người sẽ là những cuộc hẹn nào đã đành sẽ rất buồn nếu ai đó đã hẹn rồi mà không tới nhưng bi kịch hơn khi có những người vì sự lừng chừng của mình có thể làm lỡ hẹn cả một cuộc đời người khác và sự thực đã có nhiều năm tháng bị lãng quên bị bỏ phí nếu ai đó cứ mù quáng đặt niềm tin vào một cái hẹn luôn ở thì tương lai chuyện ngắn cuộc hẹn của tác giả bùi đế yên chúng tôi giới thiệu cùng các bạn hôm nay biết đâu lại là một chia sẻ với những ai đang phải chờ đợi một quyết định nào đó từ những lừng chừng chưa dứt khoát mời các bạn cùng nghe qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú hà phương một giờ sáng điện thoại di động khẽ rung lên nhi như thấy có luồng điện chạy dọc người hấp tấp đưa màn hình lên sát đôi mắt cận bốn số di động đuôi mang năm sinh của anh mà nhi nhớ như in trong lòng hiện lên một chín bảy sáu đúng là điện thoại của anh rồi đúng là tiếng gọi từ trái tim nhi một giờ sáng Trước đây anh quy định hai người gọi điện thoại thậm chí kể cả nhắn tin cho nhau cũng không được sau 10 giờ. Cái cách quy định của anh rất nhẹ nhàng lịch sự, chỉ như một lời bâng cua. Anh không thích nhắn tin hay điện thoại muộn đâu. Bây giờ thì cuộc tình giữa hai người đã cùng thời gian bước sang thiên niên kỷ thứ hai. Năm năm của thế kỷ 20, 10 năm của thế kỷ 21, 15 năm. Hơn 5.000 ngày, có thể cũng không quá dài cho một cuộc đời hay một cuộc tình nhưng với một cô gái nó không những chiếm trọn mà còn đi qua tuổi xuân như một vết sẹo chạy hết mặt còn lan xuống cổ những quãng thời gian chia tay kéo dài hàng ngàn ngày trước đây nặng nề hơn rất nhiều sự im lặng không liên lạc gần một năm qua và nó lặp đi lặp lại nên nhi dần cũng quen bạn bè nhi những người chơi với Nhi 10 năm trở lên hầu hết đều căm hận anh. Những người biết Nhi muộn hơn thì ngạc nhiên. Chẳng nhẽ lại có một tình yêu như thế ư? Như thế thì sao nào? Tình yêu vốn dĩ là sự hy sinh vô điều kiện. Mà Nhi thì chắc chắn cái tình cảm mình dành cho anh là tình yêu rồi. Bạn bè bảo, có thể là yêu, nhưng là yêu đơn phương. Mà yêu đơn phương ấy không phải là yêu, mà là đau khổ đơn phương ư sự run rẩy tuyệt vọng ánh mắt đau đớn của anh khi rời xa nhi lần thứ nhất những cú điện thoại tuyệt vọng trong lần mất nhi thứ hai và cả những nụ hôn những vòng tay cho lần này lần thứ ba những thứ đó nhi vẫn nghĩ chẳng ai có thể làm giả được kể cả với một người đã được phong chức giáo sư trong nghệ thuật dối trá như anh tuy nhiên đúng là nhi chưa bao giờ chắc chắn về tình yêu của anh có thể nào người ta yêu mà lại không muốn gặp gỡ chung sống với nhau hay là đàn ông con trai hầu hết ai cũng sợ sự ràng buộc nhất là những người vừa thoát ra khỏi cái lồng hôn nhân nhưng nhi đâu phải dạng phụ nữ hay đòi hỏi níu kéo hoặc trói buộc bất kỳ ai những người bạn mới của nhi thời kỳ nhi mới quay lại với anh đều hỏi rằng nếu hai người yêu nhau thì sao nhi không yêu cầu anh phải cưới đi phải có trách nhiệm với nhi nói chung là khuyên nhi nếu đã không thể rời xa thì hãy trói chặt lấy anh cả hai có còn trẻ nữa đâu bằng tuổi họ người khác đã có thời gian sửa chữa sai lầm nếu có bằng một cuộc hôn nhân khác nhưng đúng như nhi thường nửa đùa nửa thật trả lời anh giống như một nắm cát nếu nhi lỏng tay thì nó nằm lại còn nếu nhi bóp lại thì lập tức nó tuột ra khỏi tay ngay lập tức không phải nhi chưa từng thử qua một buổi tối cô đơn khi vừa từ chối hai lời mời hấp dẫn của một người bạn trai lịch thiệp và một người đã đơn phương theo nhi suốt mấy năm dòng để hẹn đi chơi với anh nhưng lại không sao liên hệ được nhi gạt nước mắt nhắn tin cho anh em chấp nhận làm người thua cuộc và đồng ý với kim rằng kể cả một tình yêu vĩ đại nhất cũng có thể bị bào mòn anh không trả lời tin nhắn cũng không gọi lại nhi nằm ôm gối ở nhà ba ngày không cả viết bài đọc sách và ăn uống nữa sau lần đó nhi đăng ký đi học một lớp yoga thầy dạy yoga là một đệ tử thiền phái nên một nửa số thời gian học yoga Nhi và các học viên chỉ ngồi xếp bằng chân, rơi vào trạng thái không trọng lượng, mà nhi thường đùa là ngủ gật. Thầy giáo dạy học thiền để biết tác dụng của sự buông thả. Khi nào con người đạt tới sự buông thả toàn phần, khi ấy, người ta sẽ cảm thấy tâm thật tĩnh. Những tư tưởng bon chen thường nhật biến mất đi, toàn thân xác và tâm trí đều ở trạng thái êm à trong vắt như pha lê. Nhi Mới đi học được ba buổi. Bắt đầu học Ujai thì anh gọi. Nhi không bốc máy. Anh nhắn hỏi thăm sức khỏe. Nhi không trả lời. Anh gọi về số máy công ty và giận dỗi trách Nhi đã làm anh lo lắng. Anh nói anh không nhận được cuộc gọi hay tin nhắn nào cả. Nhi im lặng. Nhưng sau bao nhiêu rằn vặt đắn đo, tối hôm đó Nhi lại nhắn vào cái số mà cô từng xóa đi mấy lần em phải làm thế nào để có thể hiểu được anh đây anh nhắn lại anh dễ hiểu lắm em ạ à. em hãy để mọi sự tự nhiên đi để mọi sự tự nhiên nghĩa là lại thêm vài năm nữa âm thầm đợi chờ một đấng vô hình nào ở trên cao thương xót vứt cho hai kẻ lạc nhau một mẩu dây như hai lần tình cờ gặp lại trước đây và khi một kẻ lần tới đầu mẩu dây thì thường là kẻ kia đã buông tay ra để lại một sự hững hụt vô bờ. Thời gian trôi nhanh lắm, mới đó đã gần một năm. Một năm với những người đã vượt qua mốc ba mươi, đi qua nửa đời người, thì thường là chỉ như một tháng với đứa trẻ. Nhưng với những người yêu nhau mà xa cách, thì một năm vẫn có nghĩa là 8.760 giờ, 525.600 phút. Bây giờ thì Nhi đã khá thành thục, với các asana và pranayama của yoga từ sava asana đến sitali pranayama thư giãn tập trung tư tưởng trầm tĩnh buông xuôi không giận hờn không lo lắng vậy thì tại sao phải ngại chứ và nhi bốc máy làm sao anh có số của em đây nếu cố tìm thì không gì là không thể tìm được Em vẫn nói thế cơ mà. Nếu cố tìm thì đâu có thể mất cả năm mới tìm ra được một số điện thoại chứ. Nhưng anh đâu chỉ có tìm số điện thoại, anh muốn tìm lại những cảm xúc của hai chúng ta kia. Sau cú điện thoại nhi trần chọc, bây giờ cô lại thấy là thời gian học ngồi thiền trước đây là số 0. Thiền nghĩa là không tạp niệm vậy mà bốn giờ sáng nhi vùng dậy hấp tấp soạn đồ vội vã trang điểm mím môi nhìn đồng hồ nằm vật xuống giường rồi lại nhìn xuống phố lác đác đã có người xe qua lại vài người đi tập thể dục buổi sáng có lẽ họ là những người khó ngủ chăng khóa cửa phòng xuống cầu thang nhi khoác túi hòa nhập vào dòng người trên phố lúc đầu nhi đi vội vã sau đó cô đứng lại tần ngần rồi lại thong thả bước xấu hổ Ngạc nhiên vì thấy kim giờ đồng hồ vẫn chưa chỉ tới con số 5. Ngày xưa em nói chỉ muốn có một ngày trọn vẹn ở bên anh. Cái ước mơ đơn giản thế nhưng hình như chưa bao giờ anh tặng em. Anh đợi em lúc 6 giờ ở bến xe. nhi chỉ cần có một ngày bên anh để mà than thở trách móc để mà bày tỏ nhớ mong khao khát và cả cái nguyên nhân chính khiến cho bao lần cô muốn rời xa anh mà không được một ngày đi đường một ngày bên nhau hôm nay sáng thứ bảy những kỷ niệm một thời lại ùa về đã bao lần hai người hẹn đi du lịch cùng nhau nhưng cuối cùng chỉ một ngày bên nhau cũng không có cuộc sống của những người nghèo khó nhất có lẽ cũng không khổ sở như cuộc sống của những người bình thường nhưng lại nhiều tham vọng những tủi nhục vì không có tiền anh đã trải qua như thế nào có thể nhi không biết nhưng những cố gắng để thành đạt thì nhi rõ hơn ai hết khi mà nhi đã đi qua những ngày khó khăn căng thẳng nhất chấp nhận cuộc sống của một công chức loại ba để có được cuộc sống bình thường với những buổi tối được ở nhà xem tivi, đọc sách, ngày chủ nhật được nghỉ ngơi đi du lịch thì anh vẫn cứ miệt mài với những lớp học, những ngày đi làm, đi dạy thêm, những dự án, những kế hoạch lớn lao. Sau nhiều lần bị tổn thương, Nhi vẫn yêu và tha thứ cho anh. Một phần vì biết anh làm tất cả chỉ vì khát vọng muốn đổi đời, muốn chứng tỏ khả năng có thể thành đạt nhanh chóng. Tuy nhiên, như người ta nói, giàu nghèo sang hèn thật ra cũng có số cả. Những cố gắng tích cực của anh gần như chưa bao giờ đem lại kết quả mong muốn, nên mới đẩy anh tới hạ sách kết hôn để được giàu có. Lúc hận anh, như gọi anh là Foster là Raphael. Nhưng lúc bình tĩnh, cô lại tự nhủ rằng thật ra những người đàn ông khác ở vào địa vị anh chắc gì đã làm khác đi anh lấy vợ khi đã chia tay với nhi kim vợ anh trẻ hơn nhi ba tuổi không tốt không xấu lại có điều kiện chăm sóc nhan sắc nên ngoài tình yêu thì cô ta hơn nhi về nhiều mặt anh chẳng ghét chẳng yêu vợ chỉ cần một sự an cư để lạc nghiệp và kết hôn với một người giàu dù sao cũng hơn một người nghèo trước đây vì ảo tưởng về tình cảm anh dành cho mình Nhi chẳng cần hỏi lý do tại sao cuộc hôn nhân của anh tan vỡ. Lần thứ hai thì thời gian quay lại quá ngắn khiến Nhi không kịp hỏi nữa, mà thật ra chẳng phải tự an ủi cho cái tuổi băm bảy nhát mà vẫn cô đơn. Nhi vẫn nghĩ, cái mô hình một vợ một chồng, một đời bên nhau chắc gì đã là chuẩn mực đáng ao ước chứ. Thử hình dung, nếu người ta ở bên nhau suốt 365 ngày chỉ cần trong 10 năm thôi. Giả sử chỉ toàn bày tỏ những lời nói cử chỉ yêu thương, thì hàng ngàn hàng vạn lời nói cử chỉ ấy cũng sẽ có rất nhiều lời nói lặp đi lặp lại đến trở nên nhàm chán. Đó là chỉ nói những lời yêu thương tốt đẹp, chứ thường thì 2 phần 3 cái thời gian bên nhau đó, người ta lại dùng để cằn nhằn than phiền cãi cọ. Thế thì cái chuyện ở các thành phố lớn bây giờ cứ ba cặp dắt nhau đến phòng đăng ký kết hôn thì hai cặp dắt nhau ra tòa có gì lạ để mà hỏi lý do tại sao cuộc hôn nhân tan vỡ chứ anh và nhi thì sao nhỉ danh nghĩa là yêu nhau gần mười lăm năm nhưng tính từng giây từng phút thì thời gian bên nhau của nhi và anh đâu có được mười lăm ngày trọn vẹn có lẽ vì ít có thời gian bên nhau như vậy nên mỗi giây phút bên anh đều đáng khao khát chăng cho em một ngày một ngày thôi một ngày không khắc khoải chờ đợi phải nhi sẽ có hẳn một ngày không chính ra là hai ngày ở bên anh nhi hình dung tới cảnh được ngồi trong lòng anh suốt chặng đường dài được nằm bên cạnh anh dưới tán những lá cây thông cổ thụ và được cùng dắt tay anh đi giữa bạt ngàn hoa. Đà Lạt không phải là nơi Nhi thích, đơn giản vì Nhi chỉ lên đấy một mình. Sự cô đơn của Nhi giữa những đôi, những cặp quấn quýt bên nhau trong mắt người khác đồng nghĩa với sự bất hạnh. Từ Sài Gòn lên Đà Lạt mất sáu tiếng đồng hồ. Chiều nay, Nhi sẽ ở bên anh, tận hưởng ánh mắt ghen tị của một số rất ít những người một mình lẻ loi trên đà lạt. Bến xe cách nhà Nhi chỉ có chừng 15 phút đi bộ, nên dù có đi chậm đến mấy, Nhi vẫn đến nơi sớm hơn nửa tiếng theo giờ hẹn. Biết chuyện đó là hoang tưởng, nhưng Nhi vẫn hy vọng bất ngờ thấy anh đến sớm hơn, đứng đâu đó quan sát Nhi như Nhi bây giờ đang làm. 5 giờ 45 phút, 6 giờ Sáu giờ hơn, cái túi chỉ có hai bộ váy áo, mấy thứ đồ trang điểm, dần xiết lên vai Nhi, khiến cô phải tháo quai, đặt xuống chỗ ghế ngồi. Sáu giờ hai mươi phút, Nhi nhìn những chuyến xe đầu tiên rời bến với một nỗi buồn tê tái. Sáu giờ bốn lăm phút, Nhi chậm chạp đứng dậy khoác chiếc túi đã trở nên nặng trịch lên vai, lê bước tới quầy vé. Cho tôi một vé đi Đà Lạt. Mấy giờ xe chạy hả chị? Hai lăm phút nữa. Xe ở đằng kia, chị ạ. À. Nhi bước lại xe. Trên xe đã có một số người ngồi. Nhi tìm thấy dãy ghế của mình. Ngồi xuống, đưa mắt nhìn xung quanh. May mắn, dãy ghế của cô chưa có người nào ngồi. Vẫn còn mười lăm phút nữa. Nhi ngồi sát phía cửa, co chân lên, nhắm mắt. Ngay cả ngồi trên xe ồn nào, nếu muốn, người ta vẫn có thể thiền được. Mấy tháng vừa qua bận rộn quá, Nhi đã quên mất pranayama, asana. Nhưng thôi, chỉ cần rơi vào trạng thái không trọng lượng, giảm căng thẳng, gạt bỏ những tạp niệm trong 5 phút. Im lặng. Một sự va chạm nhẹ khiến Nhi phải mở mắt ra. Một thanh niên khoác chiếc áo da vừa đặt chiếc vali xuống vừa tò mò nhìn nhi nhi khẽ khàng buông chân xuống số ghế của tôi là xin lỗi anh có thể đổi cho tôi được không ạ tôi muốn ngồi gần cửa dạ chị cứ tự nhiên cảm ơn anh bảy giờ hai mươi phút xe đã bắt đầu chật kín tài xế đã lên xe nhi nhìn ra cửa mắt cô gần như hoa lên anh đang xuống xe đưa mắt lướt nhanh nhi xách túi tính nhảy ra khỏi xe thì chuông điện thoại vang lên bản nhạc quen thuộc nhi vội vã ấn nút xanh giọng anh vang lên cùng lúc với tiếng xe lăn bánh em đang ở đâu em đang trên xe đi đà lạt được nửa đường rồi anh ạ à. trời ơi sao nhanh vậy em không chờ anh sao tối qua anh nói vậy sau nghĩ lại có một ngày làm sao mà kịp cả đi lẫn về tính nói lại với em nhưng lại thôi đợi sáng nay nhưng mà dậy muộn quá không có anh mà em cũng đi sao em quay về đi không anh ạ à, anh đến quá muộn rồi nhi em có biết anh ở tận cao đạt từ chỗ anh ra bến xe đường luôn bị kẹt không dạ vậy mà chỉ trễ hẹn chưa đầy tiếng đồng hồ, em đi xa đến thế rồi sao? Nhi im lặng. Có thể đoạn đường từ nhà anh ra bến xe xa gấp 10 lần từ nhà cô. Có thể một tiếng chỉ là một phần hai bốn so với một ngày, và là một phần rất nhỏ so với thời gian cô yêu anh. Nhưng một tiếng là rất nhiều khoảnh khắc và một khoảnh khắc đôi khi có thể thay đổi cả số phận một con người. Như giọt nước đã tràn ly, mười mấy năm cô đơn côi, mòn mỏi, bỗng trôi qua vùn vụt trong trí não, nhanh hơn cả vận tốc 60 km mà xe đang chạy. Nhi không nghe thấy tiếng anh nữa. Cô để máy xuống ghế, thậm chí không cần gấp lại thờ ơ nhìn ra hai bên người thanh niên bên cạnh rời mắt khỏi cuốn sách tò mò nhìn cô chị cũng đi đà lạt một mình thôi sao nhi khẽ gật đầu mặt người thanh niên rạng rỡ hẳn lên tuyệt quá rồi như biết mình lỡ lời anh ta vội mở nắp đưa chai nước cho nhi xin lỗi chị nhưng chị sẽ thông cảm cho tôi thì tôi luôn phải đi đà lạt một mình chị ạ tôi làm ở viện nông nghiệp nghiên cứu về giống cây trồng nhi khẽ cười tôi là nhi rất vui được làm quen với anh tôi cũng vậy phải rồi cuộc sống luôn là như thế một cánh cửa này khép lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra và đôi khi một sự buông xuôi để rơi xuống lại có thể khiến người ta đến được nơi cao hơn là những nỗ lực không đúng cách để mà bay lên thưa các bạn có lẽ thời gian là một đại lượng mang tính tương đối nhiều nhất. Khi ta mong đợi điều gì, nó trở nên chậm chạp một cách khó chịu. Còn khi ta được sung sướng tận hưởng từng khoảnh khắc, thì nó lại như một thứ gió thoảng, chớp giật, thật nhẹ, thật nhanh, tựa hồ chưa hề tới. Nhưng cái gì rồi cũng sẽ qua dưới sức cản quét kinh khủng của thời gian. Dù tốt, dù xấu, dù hạnh phúc, dù đau khổ hãy thử đặt mình vào tâm trạng của cô gái tên nhi nhân vật chính của chuyện ngắn này hẳn bạn cũng như tôi sẽ thấy thời gian thật đáng sợ và dù sợ người ta vẫn phải đối mặt có người bảo nhi khờ dại có kẻ bảo rằng nàng si tình yêu quá hóa ngu ngơ thiếu tỉnh táo có thể thế thật phụ nữ vốn hay tin vào những điều mình nghĩ vốn hay nhìn hiện tại theo mong muốn của mình chứ không phải nhìn nó như bản thân hiện thực vậy nên mới có chuyện ôm giữ trong lòng một thứ đôi khi chưa hẳn là tình yêu mà chỉ là hồi ức sinh động một thời về tình yêu là cảm xúc vẹn nguyên của tình yêu buổi đầu dường như khi sinh ra phụ nữ ông trời đã gán thêm một thiên tính đó trong bản năng của họ ai sớm nhận ra người đó sẽ tỉnh táo hơn thôi chúng tôi đồ rằng như vậy cả một câu chuyện dài mà tác giả bùi đế yên kể cho chúng ta nghe dường như chỉ là những năm tháng chờ đợi miên man của nhi với người đàn ông của đời mình chờ đợi trong hy vọng bao dung trong những vỗ về ve vuốt tự chính mình với ảo mộng tình yêu giấc mộng lớn của đời nhi chỉ thực sự chấm dứt khi trong cuộc hẹn cuối cùng với người đàn ông đó cô chợt ngộ ra một sự thật phũ phàng sự níu kéo tình yêu bên bờ vực dù cô đã cố gắng đến mấy vẫn chỉ là chút vụn nát khi người kia không muốn nắm chặt tay sự buông tay đôi khi không hẳn đã là bi kịch miễn là người ta chỉ buông khi biết mình cần làm như thế khi biết mình đã hết sức để giữ mà không nổi Tác giả Bùi Đế Yên đã nhắn gửi một điều thật nhẹ nhàng như thế với những câu này. Phải rồi, cuộc sống luôn là như thế. Một cánh cửa này khép lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra và đôi khi một sự buông xuôi để rơi xuống lại có thể khiến người ta đến được nơi cao hơn là những nỗ lực không đúng cách để bay lên. <laughs>